chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức của ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Mỹ Linh rất là vui cùng với đài VNTV được gặp gỡ quý vị mỗi ngày vào tin tức buổi tối được phát hình trên cả ba băng tần của chúng tôi từ 7 giờ cho đến 8 giờ. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều và đặc biệt quý khán giả đang theo dõi phần live streaming của chúng tôi ở trên Facebook cũng như trên YouTube. Quý vị nhớ trở thành subscriber ở trên YouTube của chúng tôi, nhớ follow Facebook của VNTV cũng như là bấm like nè, rồi thả tim cho chúng tôi nè, cũng như là comment vào cho chương trình. Rất là mong được sự yêu thương của quý vị khắp nơi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi trên social media của VNTV. Kính chào quý vị và mong rằng quý vị sẽ có một năm thật là bình an và nhiều niềm vui. Hôm nay chúng ta chào đón mùng 3 Tết, kính thưa quý vị. Giờ ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng đến từ San Jose để bắt đầu vào chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Dạ hello tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, kính chào quý vị. Chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, xin được trở lại với quý vị và rất vui mừng gặp lại quý vị trong ngày mùng 3 Tết. Xin thân ái kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày an lành và xin mời quý vị lắng nghe những tin tức sốt dẻo của Việt Nam American TV. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, chương trình này của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi Ya Amava Resort and Casino at Samawao với lại 6.500 máy kéo, có hệ thống bài bàn cũng như là các quán bar, rồi nhà hàng để phục vụ cho quý vị. Và đặc biệt là hotel và khu resort mới khai trương với lại tiện ích 500 phòng, rất là tiện nghi, rất là đẹp để phục vụ cho quý vị. Kính mong quý vị ủng hộ cho Ya Amava Resort and Casino at Samawao. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi nhà hàng Chay Di Lạc, tọa lạc ngay ở trong lòng thành phố San Jose, rất gần với trung tâm người Việt của mình. Địa chỉ là 2850 Quinby Road, suite 125 thuộc thành phố San Jose. Điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Kính mời quý vị ủng hộ cho nhà hàng Chay Di Lạc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, không biết là bà con của mình ở trên San Jose đón Tết như thế nào, mùng 3 Tết rồi, không khí Tết có còn chăng hay là coi như là bây giờ đã tạm lắng rồi thưa anh? Dạ vâng, thưa cô Mỹ Linh cùng quý khán thính giả, thành phố San Jose năm nay đón Tết rất là tưng bừng. Nói chung là chúng ta đã có một buổi chào cờ đặc biệt. Thứ nhất là ở tại trước City Hall của thành phố San Jose và đồng thời cũng trong thời gian đó thì tại Vườn Việt, tức là một khu vườn của cộng đồng Việt Nam cũng tưng bừng đón Tết với tất cả sự có mặt của các vị dân cử, đặc biệt là cảnh sát của thành phố San Jose cũng như là Freeman đã tới rất là đông. Các vị thị trưởng của các thành phố lân cận cũng đến để mà chào kính quốc kỳ cũng như là thấy được một cái nghi lễ cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Nói chung là các chùa, các nhà thờ cũng như là các cái nơi trung tâm về vấn đề linh thiêng đều đầy ắp khách hàng, và đặc biệt là nhà hàng Cơm Chay Di Lạc cũng nhờ sự quảng cáo của cô Mỹ Linh mà chúng tôi đón khách cũng rất là đông. Xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý khách đã đến để mà dùng bữa cơm chay, và đặc biệt đó là một cái sự tượng trưng cho phúc lành trong năm nhâm dần. Xin được kính chúc quý vị cùng toàn thể gia đình được an vui và hạnh phúc. Wow, vui quá. Không khí Tết ở miền Nam Cali đó thì vui, đặc biệt là tại vì có nhiều khách thập phương đến. Trời, năm nay trên các chuyến bay đó, tiến sĩ Dũng biết là hơn một nửa là người Việt không? Rồi các chuyến bay đến với Nam Cali đó, hơn một nửa là toàn người Việt không? Người ta đổ dồn về Cali để mà mời chơi Tết, rồi mọi người vẫn còn ở đây. Tại vì cuối tuần này còn có hội chợ Tết sinh viên, còn có diễn hành Tết của cộng đồng. Cho nên là các nhà hàng đầy ắp người, toàn những người lạ mặt không, từ các tiểu bang khác trở về. Cho nên rất là vui và không khí Tết vẫn đang còn sôi nổi lắm tại miền Nam Cali. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một năm mạnh như con cọp, thật là vui vẻ hơn. Và kính thưa quý vị, mở đầu cho những bản tin ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe cùng với tiến sĩ Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, kính thưa cô Mỹ Linh, kính thưa quý khán thính giả, bản tin đầu tiên là Tổng thống Pháp là Macron đã sẵn sàng đến nước Nga để thảo luận về vấn đề Ukraine. Tổng thống Pháp đã tỏ ý sẵn sàng thăm nước Nga để bàn về khủng hoảng Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì liên lạc với người đồng cấp Putin và Zelensky. Tôi không loại trừ điều gì, ưu tiên của tôi là hạ nhiệt căng thẳng và tìm ra phương án chính trị để giải quyết những khủng hoảng. Tổng thống Pháp Macron nói trước khi điện đàm với người đồng cấp là Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden hôm qua, đề cập khả năng thăm nước Nga để tìm những giải pháp ngoại giao xử lý căng thẳng ở tại Ukraine. Điều quan trọng nhất là tiếp tục hoạt động điều phối của châu Âu, cũng như duy trì trao đổi với cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine là Zelensky.
Tôi không loại trừ bất kỳ sáng kiến nào hay chuyến đi nào tùy thuộc vào tiến độ những cuộc thảo luận trong những giờ tới. Tổng thống cho hay, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden và Macron cam kết phối hợp những phản ứng và với đợt dàn quân của Nga gần biên giới Ukraine. Hai bên khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Họ cũng đánh giá những hoạt động ngoại giao và chuẩn bị áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng đối với Nga nếu nước này tấn công Ukraine. Và điều này đã cho chúng ta thấy rằng tình hình nó chưa có hạ nhiệt. Và vì vậy mà các vị tổng thống của Pháp, của Hoa Kỳ cũng như là một số các quốc gia Tây Phương đang hết sức là lo ngại nếu chiến tranh xảy ra thì điều gì sẽ đến với Âu Châu. Đó là cái điều cũng bất lợi. Cho nên các vị lãnh đạo của các quốc gia cường quốc đã lo lắng một cách hết sức là nghiêm túc. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến sự căng thẳng của vấn đề Nga và của Ukraine. Và bây giờ thì Quốc hội đã phải có một cái cuộc họp để mà nói đến tình hình này. Ngày hôm qua thì chúng tôi gửi đến cho quý vị một bản tin liên quan đến việc là Tòa Bạch Ốc dường như là đã có một cái sự thay đổi chủ trương của mình trong cái vấn đề là tình hình ở mức độ căng thẳng như thế nào giữa Nga và Ukraine. Dường như có vẻ giống như là đang confused, là rất căng thẳng hay là ở mức tạm thời là tương đối căng thẳng mà thôi. Đó, thì đang confused và không còn chắc chắn như trước. Và bà Jasaki lại nói tình hình có vẻ là không như vậy, tại vì chúng ta chưa có những cái gọi là thông tin cụ thể. Và ngay cả ông Zelensky cũng nói là nước Mỹ quá sớm khi mà phải rút nhân viên ngoại giao về, rồi kêu người Mỹ phải từ Ukraine phải trở về nước Mỹ ngay lập tức. Nhưng mà ngày hôm nay đối ngược lại với ngày hôm qua, thì hôm nay Quốc hội lại có cuộc họp mật và hoàn toàn bí mật giữa Thượng viện và luôn cả Hạ viện luôn, thưa quý vị. Đây là một cuộc họp kín để mà nói đến đánh giá tình hình giữa Nga và cũng như Ukraine đã ở căng thẳng tới mức nào, và nước Mỹ cần phải chuẩn bị sẵn sàng những gì để có thể đối phó với lại tình hình này. Và trong cuộc họp này thì được dẫn đầu bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Lloyd Austin cũng như là Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao ông Antony Blinken dẫn đầu một cuộc họp vô cùng căng thẳng khi mà các chính quyền Tổng thống Biden đang cùng với lại những người đồng minh của mình đối mặt với một nguy cơ Nga có thể xâm lược Ukraine. Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã nói với các phóng viên sau khi rời khỏi cuộc họp rằng là cuộc xâm lược của Nga là gần như chắc chắn trong ngoặc kép. Nhưng mà ngày hôm qua bà Jasaki lại nói rằng là có thể là nó không phải là ở mức độ căng thẳng như chúng ta nói. Và ngay cả ông Zelensky của Ukraine cũng nói nước Mỹ đã hơi over trong cái việc là nói về tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Nhưng mà ngày hôm nay thì chính ông Marco Rubio khi mà đi ra ngoài khỏi cái cuộc họp đã nói với các phóng viên rằng tình hình là gần như chắc chắn Nga sẽ tổ chức cuộc tấn công. Và nếu như bây giờ chúng ta đang sống trong một thời đại mà người nào cũng có thể chuyển đến một quốc gia và chỉ cần tiếp quản và khẳng định nó là của riêng họ, thì tôi không nghĩ là nó sẽ dừng lại ở Ukraine. Có nghĩa là Nga có thể sẽ dễ dàng tấn công, tiếp quản Ukraine và nói đó là của Nga. Thì như vậy là quá dễ dàng. Và ông nói rằng thì như vậy nếu Nga làm được thì thế giới này chắc là cũng sẽ loạn như vậy. Đó, cho nên là tình hình nó đang rất là khó đoán và gọi là biến chuyển khôn lường. Và không hiểu tại sao những thông tin mà chúng ta nhận được có đôi khi là tình hình lại không căng thẳng đến mức như vậy, nhưng mà có đôi khi là rất căng thẳng trong cuộc họp ngày hôm nay. Ngay cả đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Linda Thomas Greenfield cũng cho biết vào ngày thứ Hai rằng chúng tôi biết rằng ngoại giao sẽ không thành công trong bầu không khí đang đe dọa và leo thang quân sự tại Nga và Ukraine, kính thưa quý vị. Và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Vợ của ông Bill Gates là bà Melinda Gates đã không trao phần lớn tài sản cho quỹ Gates. Tỷ phú Melinda Gates từ bỏ kế hoạch dành phần lớn tài sản cho quỹ Gates và muốn tìm đối tác, ý tưởng và quan điểm mới. Melinda Frank Gates, vợ cũ của nhà tỷ phú Bill Gates và đồng sáng lập quỹ Bill Gates và Melinda vẫn dự định phân phối phần lớn tài sản cho từ thiện, nhưng sẽ chia các hoạt động ngoài quỹ Gates. Nguồn tin giấu tên tiết lộ hôm nay, nữ tỷ phú sở hữu khối tài sản 6.1 tỷ đô la sau khi ly hôn với ông Bill Gates. Bà quyết định thay đổi vào cuối năm 2021.
Theo nguồn tin, tôi nhận ra thật phi lý khi tập trung quá nhiều của cải vào tay của một người và tin rằng trách nhiệm duy nhất của khối tài sản lớn như vậy là cho đi càng chu đáo và tác động mạnh mẽ càng tốt. Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ nhà từ thiện nào đều là làm cho nhu cầu từ thiện không còn nữa. Melinda viết trong lá thư và gửi cho Quỹ Gates là một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới với ngân sách lên đến 50 tỷ USD. Bill Gates và Melinda Gates năm ngoái cam kết tài trợ thêm 15 tỷ đô la. Một nguồn tin cho biết bà Melinda có thể quyên góp thêm cho quỹ trong lúc tài trợ tổ chức khác. Phát ngôn viên của quỹ Bill and Melinda Gates từ chối bình luận. Tổ chức này vừa bổ sung 4 thành viên vào hội đồng quản trị trong nỗ lực tăng cường quản lý sau khi vụ ly hôn giữa hai người sáng lập đã tan vỡ. Melinda và Bill Gates là đồng chủ tịch của quỹ, dù bà đã đồng ý từ chức năm 2023 nếu một trong hai người quyết định không thể làm việc cùng nhau. Tỷ phú Warren Buffett, một người tài trợ lớn, là người được ủy thác tới khi ông từ chức hồi năm 2021 vào tháng 6. Năm 2010, Bill và Melinda từng cam kết làm từ thiện phần lớn tài sản của quỹ Gates khi phát động chiến dịch cho đi, khuyến khích những cá nhân và gia đình giàu nhất thế giới nên cho đi phân nửa tài sản trong suốt cuộc đời của mình. Và thưa quý vị, chúng ta cũng rất là trân trọng với những cái đồng tiền mà đã làm từ thiện cho thế giới. Nhưng mà dường như ai mà giàu số 1, số 2 đều ly dị, giống như là nhà tỷ phú Bill Gates hay là ông chủ của Amazon, thì cái điều này ít có ai muốn trở thành như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta cũng hơi ngại. Và giờ phút này chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một vài phút thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi chương trình tin tức của ngày hôm nay. Và quý khán giả đang theo dõi trên Facebook và trên YouTube, quý vị nhớ là trở thành subscriber nè. Rồi quý vị nhớ follow YouTube, Facebook của chúng tôi cũng như là comment vào. Rồi quý vị bấm like, thả tim cho chúng tôi nữa nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều và mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho những social media của VNATV. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi Yao Marvel Resort and Casino at Samawao, với lại 6.500 máy kéo hệ thống bài bàn có luồng cạo buffet là Serrano Buffet. Ngày thứ tư, thứ năm có lobster để phục vụ cho quý vị. Cảm ơn quý vị nhớ ủng hộ nha. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và tiếp đến nữa, hân hạnh được bảo trợ bởi Ila Japan, tòa lạc ngay trong khu Lily Bakery ở trên đường Bonsa. Và kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ cho Ila Japan với lại những sản phẩm 100% sản xuất và nhập khẩu từ Nhật Bản. Quý vị mua 250 đồng trở lên sẽ được free shipping. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Thượng nghị sĩ Pat Tommy đã ép ngân hàng của cơ quan dự trữ liên bang về để mà đưa ra những cái gọi là lập luận của họ về việc mà phó chủ tịch giám sát đó là bà Raskin đã có một sự vận động hành lang để có một quyền gọi là tìm hiểu một cách rất là đặc biệt, và cũng như là bà có thể gọi là sử dụng cái quyền của mình để thao túng, để giúp đỡ cho một cái công ty mà bà có ở trong ban điều hành. Và cái này là một cái chuyện rất là lớn và nó dẫn đến một vụ kiện của một ngân hàng kiện lên tòa án của New York luôn, thưa quý vị. Thượng nghị sĩ Pat Tommy, đảng viên của đảng Cộng Hòa, nằm trong ủy ban ngân hàng của Thượng viện, đang thúc giục ngân hàng dự trữ liên bang của thành phố Kansas phải trả lời câu hỏi về vai trò của bà Sarah Blom Raskin, người đã được Tổng thống Biden đề cử làm phó chủ tịch giám sát của cơ quan dự trữ liên bang, đã đóng góp vai trò như thế nào trong một cái việc đã chấp thuận cho một cái công ty có tên là Reserve Trust được liên kết với lại các ngân hàng nằm trong hệ thống của quỹ dự trữ liên bang, và đổi lại bà Raskin đã được 200.000 cổ phiếu. Điều này là một cái điều rất là lớn, và công ty này nó đã có thể liên kết được với lại các hệ thống của ngân hàng của cơ quan dự trữ liên bang vào tháng 5 năm 2017, và sau đó thì rút đi vào tháng 8 năm 2019.
Và trùng hợp thay là trong thời gian đó thì đơn ghi danh của công ty này để có thể liên kết với lại các ngân hàng nằm trong cơ quan dự trữ liên bang đã bị từ chối. Nhưng mà sau đó thì thật sự trùng hợp khi bà Raskin có mặt ở trong hội đồng quản trị của công ty Reserve Trust thì công ty này lại được liên kết với lại các ngân hàng của cơ quan dự trữ liên bang. Và điều này thì làm cho các đảng viên của đảng Cộng Hòa vô cùng khó chịu. Và trong cái bức thư gửi đến cho chủ tịch của ngân hàng cơ quan dự trữ liên bang của thành phố Kansas là ông Esther George, thì ông Tommy nói rằng vẫn còn rất khó hiểu làm cách nào mà công ty Reserve Trust có được tài khoản khi các tổ chức khác đã bị từ chối quyền có được những cái tìm hiểu có được có thể truy cập vào các hệ thống của ngân hàng dự trữ liên bang, dẫn đến việc có một ngân hàng để đệ đơn kiện cơ quan dự trữ liên bang New York về vấn đề này. Là tại vì cái luật đó, đặt ra là có các công ty mà có những cái quỹ tín thác mà nó như vậy đó thì không có được quyền gọi là có những cái quỹ tín thác mà ở trong ngân hàng mà thuộc cơ quan dự trữ liên bang, tức là cơ quan của chính phủ, nó phải nằm ở các ngân hàng tư nhân hay là các ngân hàng khác, không được nằm trong hệ thống ngân hàng của cơ quan dự trữ liên bang. Nhưng mà công ty Reserve Trust lại có được sự liên kết đó với các ngân hàng của cơ quan dự trữ liên bang, thì dẫn đến ngân hàng của New York kiện. Đó mà trong khi lúc đầu nó bị từ chối, đến khi mà bà Raskin này bước vô làm phó điều hành của cơ quan dự trữ liên bang, bỗng nhiên cái công ty Reserve Trust này được đổi lại bà có 200.000 cổ phiếu. Đó, thấy không? Cho nên là đây là cái sự việc rất là lớn mà ông Bart Tommy đang đặt câu hỏi và bắt buộc rằng làm cái ngân hàng của cơ quan dự trữ liên bang của thành phố Kansas phải trả lời về vấn đề này, kính thưa quý vị. Dạ, quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thêm. Dạ vâng, cái mối nghi này cũng có thể là một mối nghi ngờ của Under Table. Kính thưa quý vị, tân đại sứ của Hoa Kỳ đã chúc mừng Tết Việt Nam. Đó là ông tân đại sứ của Hoa Kỳ Mark Knapper đã gửi lời chúc mừng năm mới, năm Nhâm Dần tới người dân Việt Nam ở trong nước cũng như tất cả các nơi, vì ông đã bắt đầu nhiệm kỳ của ông ở tại Việt Nam. Tôi và gia đình chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Đại sứ Knapper hôm nay đã viết trên Facebook của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Kèm theo lời chúc, Đại sứ Knapper đã đăng hình ảnh của ông cầm cái bao lì xì cùng phu nhân ngồi cạnh cây đào và cây quất đặc trưng của ngày Tết Việt Nam. Tân đại sứ Mark Knapper cùng gia đình đã tới Hà Nội vào đêm 27 tháng 1, cách đây đúng một tuần. Ông được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm đại sứ tại Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 2021, gần 8 tháng từ khi nhận đề cử của Tổng thống Joe Biden. Theo báo cáo năng lực được Tòa Bạch Ốc trình lên Thượng viện, Knapper là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng giữ vị trí phó trợ lý ngoại trưởng về Nhật Bản và Hàn Quốc, công tác vụ trong công tác về Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có hơn 25 năm kinh nghiệm trong mảng chính sách đối ngoại và ngoại giao chuyên nghiệp, dành nhiều năm cho các vấn đề chính sách và nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ ở Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Knapper nói được tiếng Việt, từng là tham tán chính trị cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trong năm 2004 cho đến năm 2007. Ngoài ra, ông còn sử dụng thông thạo ngôn ngữ Nhật, Hàn. Đại sứ Knapper cho biết ông đánh giá cao về quan hệ, vấn đề hai nước chuyển biến từ quá khứ xung đột sang bình thường hóa từ năm 1995 thành đối tác toàn diện như hiện nay. Và ông tin rằng quan hệ Việt và Hoa Kỳ có thể tiến xa hơn và ông sẵn sàng hỗ trợ cho mục đích hòa bình. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, và kính thưa quý vị là ông Mark Knapper này là ngồi chúc Tết chụp hình cùng với lại phu nhân, còn cái vị mà tiền nhiệm của ông còn làm luôn cả một bài hát rap về Tết. Dạ, còn có thể hát rap về Tết rồi chúc Tết cho người Việt Nam bằng rap luôn nữa, và ông nói được tiếng Việt. Còn ông Mark Knapper thì theo được biết là một người rất có kinh nghiệm từ làm việc ở trong Bộ Ngoại giao, rồi cũng như là có thể nói được nhiều ngôn ngữ. Nhưng mà chắc chắn là một điều rằng là cộng đồng của người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại sẽ hài lòng và sẽ vui mừng để mà có thể gọi là đưa ra những cái thông tin chính xác
cho một cái vị đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nếu như người này hiểu được những gì mà cộng đồng của chúng ta quan tâm, đó là vấn đề nhân quyền, vấn đề cho tù nhân lương tâm, cũng như là vấn đề mà dân quyền tại Việt Nam đã bị đàn áp như thế nào. Chỉ khi nào ông có được những cái sự quan tâm đó và thay tiếng nói cho những người của người Việt của chúng ta tại hải ngoại về trong nước, thì lúc đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ tin rằng là nước Mỹ đã chọn một vị đại sứ đúng. Và hầu như là hai vị đại sứ tiền nhiệm của ông Knapper thì đều đã có những cái cuộc gặp gỡ với cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại. Mỹ Linh đã từng đi report rất là nhiều lần là đã có những cuộc gặp gỡ hỏi thăm cộng đồng của mình cần có những cái thông điệp nào đến với lại chính quyền Việt Nam. Thì không biết lần này ông Knapper có những cuộc gặp gỡ như vậy hay không, thì chúng tôi sẽ chờ xem. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, đây là một bản tin liên quan đến người được đề cử cho chức vụ người điều hành của cơ quan dược phẩm và thực phẩm FDA đã gặp những trở ngại bất ngờ. Do việc Tổng thống Biden đã lựa chọn một người làm vị trí lãnh đạo cho cơ quan điều hành thực phẩm và dược phẩm FDA đang phải đối mặt với những cơn gió ngược đáng kinh ngạc khi các đảng viên của đảng Dân Chủ tại Thượng viện đang nhanh chóng cố gắng để mà xây dựng sự ủng hộ của lưỡng đảng để người này có thể được chấp thuận. Hơn 2 tháng sau khi được đề cử thì vẫn chưa rõ ông Robert Califf có đủ phiếu bầu để được xác nhận hay không. Và ít nhất là 5 đảng viên của đảng Dân Chủ đã lên tiếng chống lại ông một cách rất là bất ngờ, và những người khác thì vẫn chưa quyết định. Đáng lẽ ra ông cần phải có sự ủng hộ rất nhiều số phiếu của đảng Dân Chủ trước khi mà đảng Cộng Hòa sẽ phải đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa để có thể gọi là certify ông hay không. Nhưng bây giờ ngay cả đảng Dân Chủ thì đã có ít nhất là 5 người lên tiếng phản đối ông rồi, trong khi còn những người khác thì chưa có quyết định. Đồng thời đảng Cộng Hòa cũng phải đang đối mặt với nhiều áp lực từ các nhóm mà chuyên về chống phá thai, vốn là vận động đang chống lại ông Califf. Và ông chỉ đạt được 4 phiếu bầu của đảng Cộng Hòa trong một cuộc bỏ phiếu của Ủy ban vào hồi tháng trước. Ông Califf là một nhà nghiên cứu về tim mạch thuộc trường Đại học Đức và đã được xác nhận với lại những cái gọi là trong một cuộc bỏ phiếu 89/4 vào năm 2016, khi lúc đó ông được Tổng thống Obama đề cử. Nhưng mà lần này là một sự phản đối rất là bất ngờ, và lần trước thì được ủng hộ nhiều quá. Và một số thành viên của đảng Dân Chủ cho biết họ vẫn tự tin ông Califf sẽ nhận được 50 phiếu bầu cần thiết, nhưng còn có những lo ngại về cái kịch tính thêm trong quá trình này, và nó không nghĩ là có thể được suôn sẻ. Theo Thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Connecticut cho biết, tôi nghĩ ông ấy sẽ có phiếu bầu, nhưng đó là một sự kết hợp thú vị giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, kính thưa quý vị. Và bỗng nhiên là một cơn gió ngược bất ngờ luôn, không hiểu tại sao bỗng nhiên lại có tới nhiều người của đảng Dân Chủ lại không ủng hộ ông, trong khi đáng lẽ là ông sẽ được ủng hộ. Và FDA là một trong những cơ quan của chính phủ giúp gọi là chúng ta có thể ổn định tình hình cũng như đánh giá về đại dịch COVID-19, đặc biệt là đang ảnh hưởng tới toàn cầu với hơn 800.000 người Mỹ đã qua đời vì vấn đề này, và đã điều chỉnh các sản phẩm cũng như là về tất cả những cái thuốc men hay là quá trình chữa trị về COVID-19 cũng như là mang mask, xét nghiệm cho các phòng thí nghiệm v.v. Cho nên là bây giờ người điều hành FDA là một trong những vị trí vô cùng quan trọng để mà chúng ta có thể gọi là tiến hành từng bước để vượt qua đại dịch này một cách nhẹ nhàng, kính thưa quý vị. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình. Và đến đây thì xin mời quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ băng tần của VNATV 57.3, 16.10 và 26.9 để theo dõi tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Tony Trần với những sản phẩm rất tốt cho sức khỏe của quý vị. Moringa 950, đông trùng hạ thảo, tinh chất nghệ hoặc là sâm Hàn Quốc. Kính mời quý khán giả đón coi talk show mỗi ngày của công ty Tony Trần trên VNATV để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Cũng kính mong quý vị nhớ ủng hộ cho nhà hàng 360 Tea Cafe tọa lạc ngay góc đường Beach và Haza, với lại những món ăn vô cùng quen thuộc với người Việt Nam của mình, từ phở bò, phở gà, rồi miếng gà, rồi cũng như là có bún thang, bún mọc, bánh mì, v.v. Mời quý vị nhớ thưởng thức nha. Cảm ơn quý khán giả.
Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin mà VNTV gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và quý vị đừng quên, nếu những bản tin nào hấp dẫn quý khán giả ở trên Facebook, trên YouTube, nhớ bấm like nè, thả tim nè, rồi cũng như là sharing cho mọi người cùng coi ở trên YouTube cũng như trên Facebook của chúng tôi nha. Cảm ơn quý vị. Dạ, tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thưa. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Một bản tin nói về trái đất của chúng ta, đó là tiểu hành tinh 1300m đang lao về trái đất. Một nhà thiên văn học ở tại Italia đã chụp được một cái hình ảnh của tiểu hành tinh khổng lồ đang bay tương đối là gần cái trái đất của chúng ta. Tiểu hành tinh mang tên là CB21, có đường kính ước tính là 1,3 km, gấp gần 4 lần chiều cao của tháp Eiffel ở Paris. CB21 sẽ bay qua trái đất vào khoảng ngày 4 tháng 3, vào chừng khoảng 1-2 giờ khuya theo giờ của California, với một tốc độ là 43,130 km/h. Dù thuộc nhóm tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm theo phân loại của Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần trái đất của NASA, vật thể này không có nguy cơ va chạm trái đất trong tương lai gần. Tuy lần bay của trái đất vào tháng tới được Cineco đánh giá là tiếp cận gần, CB21 vẫn bay ở trong khoảng cách là 4,8 triệu km, gấp hơn 10 lần khoảng cách giữa hành tinh của chúng ta và mặt trăng. Hôm 30 tháng 1, Massin là nhà thiên văn học đã dự án một cái kính viễn vọng ở tại Italia và đã chụp được một hình ảnh thông qua kính viễn vọng trên mặt đất khi tiểu hành tinh này bay cách trái đất vào khoảng 34,6 triệu km. CB21 xuất hiện dưới dạng một tấm chắn và ở trung tâm bức ảnh với một độ phơi là 420 giây. CB21 quay quanh mặt trời theo chu kỳ 384 ngày, gần giống như quỹ đạo của trái đất. Kích thước lớn khiến nó to hơn 97 phần tiểu hành tinh đã biết. Và theo phân loại thì tiểu hành tinh này nó sẽ đâm vào trái đất. Thay vào đó thì phân loại dựa trên các tiêu chuẩn bao gồm tiểu hành tinh phải có đường kính lớn hơn 150m và đến gần trái đất hơn 7,4 triệu km. Đây là những điều mà cũng rất là hiếm có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này người ta còn dự định và vẫn theo dõi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chờ xem vào tháng 3 này, tức là ngày 4, vào khoảng khuya của giờ California, tình hình nó như thế nào. Có lẽ là NASA sẽ báo cáo cho chúng ta biết được vấn đề của tiểu hành tinh đang bay gần trái đất của chúng ta. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến một cuộc đột kích đã được quân lực Hoa Kỳ đội đặc nhiệm thực hiện để mà giết chết một thủ lãnh của ISIS có tên là Al-Khwarizmi. Và cái này đã được lên kế hoạch từ lâu và rất bất ngờ. Ngày hôm nay họ đã thành công trong chiến dịch này và Tổng thống Biden đã chính thức lên để mà tuyên bố với lại toàn nước Mỹ về sự thành công của quân đội Hoa Kỳ trong việc tiêu diệt một thủ lãnh của ISIS. Kính thưa quý vị, nhiệm vụ chống khủng bố của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ ở Tây Bắc Syria vào ngày hôm nay đã tiêu diệt được thủ lãnh của ISIS có tên là Al-Khwarizmi. Và điều này đã được lên kế hoạch từ lâu và được cho biết là quy mô cũng như là cái cách thức mà Hoa Kỳ làm việc giống ý như là từng tiêu diệt Osama Bin Laden. Và ở đây đó, các quan chức đã nói với lại Fox News thì Tổng thống Biden cho biết các lực lượng của quân đội Hoa Kỳ đã gọi là tiến hành rất là thành công và đã tiêu diệt được thủ lĩnh toàn cầu của ISIS, còn được gọi với cái tên khác đó là Haji Abdullah. Nhưng mà tên chính thức đó là Al-Khwarizmi. Và Tổng thống cũng cho biết thêm đó là Al-Khwarizmi đã kích chất nổ khiến cho bản thân, vợ và các con của mình thiệt mạng tại nơi ở của chính họ. Các quan chức này cũng cho biết họ đã biết cái vấn đề này là Al-Khwarizmi không sống cùng ở trong khu vực của các nhóm phiến quân ISIS mà ông ta ở riêng, tách biệt trong một tòa nhà cùng với lại nhiều gia đình, các dân cư. Cho nên chính vì điều này mà khi mà ông ta tự sát thì có thể ảnh hưởng đến một số các người dân xung quanh. Và các quan chức nghĩ rằng họ đã đoán là ông ta mặc một chiếc áo tự sát. Nhưng mà điều quan trọng là họ đã đánh giá được rằng đây là cái áo này có khả năng tự gây nổ. Và thật sự là ông ta đã tự sát bằng chính chiếc áo mà mình mặc.
Và các cơ quan nói thêm rằng rõ ràng họ biết anh ta mặc áo vest tự sát, nhưng mà trong áo vest anh ta tự cài chất nổ luôn. Và các quan chức cao cấp cũng cho biết đây là một cái thông tin tình báo về hoạt động này đã được đưa ra vào đầu tháng 12. Nhưng mà nó giống như là các cuộc đột kích của mà chúng ta đã từng thực hiện với lại Osama Bin Laden. Và mục tiêu này đặc biệt là không bao giờ rời khỏi nhà hết. Ông ta lúc nào cũng ở trong quanh quẩn ngôi nhà của mình vì sự an toàn, và chỉ thỉnh thoảng lên sân thượng để tắm mà thôi. Và ông ta sống trên tầng 3 của khu nhà và dựa vào những người mà đi lái xe rồi vận chuyển đồ đạc cho anh ta, và cũng như là có dựa vào một người trung úy sống ở tầng 2 là người điều hành luôn cái mạng lưới axit toàn cầu của anh ta. Còn chính bản thân cái người thủ lãnh này thì sống quanh quẩn trong nhà để bảo vệ sự an toàn của mình và điều khiển từ xa thôi, kính thưa quý vị. Và cuối cùng thì ngày hôm nay quân đội Hoa Kỳ đã quyết định đột kích và giết chết người này luôn. Dạ, quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thêm. Cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, đầu năm mà đọc cái bản tin này thì cũng buồn, nhưng mà nó là một sự thật. Chúng tôi xin được mời quý vị theo dõi. Tại nước Úc, theo tin tức vừa loan báo hôm thứ Hai ngày 31 tháng Giêng, thì một cựu hoa hậu của Hoa Kỳ đã tự tử bằng cách nhảy lầu cao xuống đường phố. Người hoa hậu này mang tên là Cecilia Rich, hoa hậu Hoa Kỳ năm 2019, đã qua đời sau khi rơi từ ban công cao ốc của cô xuống khu Manhattan, thành phố New York. Cựu hoa hậu này hưởng thọ là 30 tuổi. Theo báo New York Post, thì cô Rich cư ngụ trong một căn chung cư ở lầu 9 của cao ốc Orient Condominium. Nhưng cô đã leo tuốt lên tầng 29 và từ đó nhảy xuống đất. Và khi người ta tìm thấy thi thể của người cựu hoa hậu này vào lúc 7 giờ sáng, tuy cảnh sát thành phố New York không cho biết nguyên do của cái chết, nhưng theo tin tức của báo Hollywood Reporter thì cô tự tử và để lại thơ nói rằng hết tài sản của cô cho bà mẹ, để hết tài sản của cô cho bà mẹ của mình. Trước khi nhảy lầu, cô Chris đã đăng trên Instagram dòng chữ "May this day bring you peace and rest", mong rằng trong ngày này sẽ đem đến cho các bạn bình yên và nghỉ ngơi. Cô Chris đã theo chân bà mẹ trên con đường trở thành hoa hậu. Bà mẹ April Simkin đã là hoa hậu của tiểu bang North Carolina vào năm 2002. Cô Chris đã đoạt chức hoa hậu của tiểu bang North Carolina trước khi đoạt chức hoa hậu của Hoa Kỳ năm 2019. Ở ngoài đời, cô Chris là một luật sư sau khi đã có bằng cử nhân luật và MBA trong trường đại học Wake Forest. Người ta chưa biết nguyên nhân nào khiến người cựu hoa hậu này đã tự tử. Cũng có nguồn tin cho rằng cô Chris là một người đấu tranh cho quyền lợi của những người phụ nữ và có thể đã gây nhiều thù oán. Các cơ quan an ninh Hoa Kỳ đang mở một cuộc điều tra. Nhưng quả thật đây là một cái tin cũng rất là tiếc cho một người hoa hậu của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm 2019 đã ra đi bằng một cái chết hết sức là thê thảm. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là bà Nancy Pelosi nói rằng bà rất buồn khi mà lãnh đạo của ISIS đã cho nổ tung những người trong gia đình của mình cùng với lại chính mình, kính thưa quý vị. Chủ tịch của Hạ viện bà Nancy Pelosi vào ngày hôm nay đã ca ngợi chiến thắng của quân đội Hoa Kỳ tại Syria chống lại của thủ lĩnh của tổ chức ISIS, nhưng mà nói rằng thật buồn khi mà tên khủng bố này đã cho nổ tung các thành viên trong gia đình của ông ta cùng với chính ông ta trong một cuộc đột kích đêm qua. Bà nói thật là buồn vì thủ lĩnh đã cho nổ tung bản thân, con cái của anh ta và gia đình cùng với anh ta. Đây thật là một điều đáng tiếc, nhưng mà các lực lượng của Hoa Kỳ đã hành động và để mà thực hiện cái vấn đề này. Và thủ lĩnh của ISIS đã có một cái sự việc mà ông ta đã nhắm tới điều này rồi, đã biết trước là mình phải làm cái gì, cho nên là mặc luôn áo tự sát và cho một cái lượng lớn chất nổ để sẵn sàng nổ tung tất cả những người ở trong căn nhà với mình. Tuy nhiên trong bản tin không nói rõ là ông ta có bao nhiêu người con ở trong cái ngôi nhà này, nhưng mà chỉ nói rằng ông ta đã nổ tung và chết luôn cả cùng với tất cả vợ và con của mình, kính thưa quý vị. Đây là một điều rất là đáng tiếc, và trong ngôn ngữ thì bà nói là đó là những người dân thường vô tội đã cùng sống với ông ta, và lẽ ra họ không phải chết như vậy, nhưng mà cuối cùng ông ta đã cho nổ tung chính mình cùng với lại vợ và các con của mình. Thì bà nói là bà
rất là buồn vì điều này. Và nhưng mà trong bản tôi cũng nói là có lẽ ông ta cũng phải rất buồn vì làm điều này, nhưng Mỹ Linh không nghĩ là một kẻ sát nhân như ông ta buồn vì tất cả những gì mà ông ta đã tính toán trong đầu và hành động như một tên máu lạnh để có mà sẵn sàng thực hiện như vậy. Tại vì một kẻ mà thủ lĩnh của ISIS toàn cầu thì không thể nào có một sự ấm áp để mà đau buồn hay làm bất kỳ một điều gì mà ảnh hưởng tới những người khác được. Và ông ta có thể nói là một người rất là lạnh lùng khi mà quyết định như vậy, kính thưa quý vị. Và quay trở lại với lại tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm qua ở tại Gia Lai của đất nước Việt Nam, nó nổ một cái kho, tức là cái kho 870 thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng của Việt Nam tại huyện Gia Lai bất ngờ phát nổ, cột khói cao hàng chục mét vào sáng ngày mùng 2 Tết. Ông Nguyễn Dũng là chủ tịch của Ủy ban xã La Sao cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ở khu vực giáp giới giữa phường Yên Thế Pleiku và xã Y Sao của huyện Gia Lai. Khoảng 100 hộ gia đình sống gần khu vực được chính quyền dời đi, nhưng thương vong thì chưa có kết quả. Địa phương chưa tiếp nhận được khu vực bên trong kho nên không có nắm rõ tình hình, và chính vì vậy mà ông Nguyễn Dũng đã trả lời với báo chí. Tuy nhiên, mọi người rất là lo lắng về hiện trường đang tan hoang như là một động đất vừa mới xảy ra. Và bây giờ chúng tôi xin được tạm kết thúc bản tin ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một đêm an vui, hạnh phúc. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.